Xin chào các em đã đến với bộ môn khoa học tự nhiên 6. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, các em hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo của bài học tiếp theo. Bài 32. Thực hành quan sát và phân loại động vật ngoài thiên nhiên. Trong bài học ngày hôm nay, các em cần đạt được những mục tiêu sau đây. Thứ nhất, thực hành quan sát hoặc chụp hình ảnh của các loài động vật ngoài thiên nhiên. Thứ hai, kể tên, phân loại một số động vật và phân chia chúng vào các nhóm theo các chỉ tiêu phân loại. Để vào bài thực hành ngày hôm nay thì các em cần chuẩn bị. Thứ nhất, về địa điểm. Chúng ta có thể chọn địa điểm như là khu dân cư này, vườn trường, ven núi đồi, công viên hoặc sở thú. Về dụng cụ, chúng ta cần chuẩn bị ống nhòm, máy ảnh hoặc điện thoại có thể chụp hình, giấy, bút và tài liệu nhận diện một số loài động vật. 2. Cách tiến hành. Để quan sát và phân loại một số đại diện động vật ngoài thiên nhiên thì các em cần phải thực hiện các bước sau đây. 1. Quan sát và chụp hình động vật tại điểm nghiên cứu hoặc trong clip tài liệu. 2. Nhận dạng nhanh một số đại diện quen thuộc. 3. Xác định môi trường sống của động vật trên cạn, dưới nước, nơi ẩm ướt hoặc trên cây. 4. Mô tả đặc điểm đặc trưng của các loài động vật mà các em quan sát được. 5. Xây dựng khóa lưỡng phân để nhận diện chúng. Và bây giờ thì các em hãy cùng quan sát các loài động vật ở ngoài thiên nhiên. Và các em hãy ghi lại những gì mà chúng ta đã quan sát được, như là tên các loài động vật này, môi trường sống hoặc những đặc điểm đặc trưng của loài động vật. Một số loài động vật ở ngoài thiên nhiên. Con gấu. Con ngựa. Con công. Rắn lục cườm. Rắn mối dương là loài bò sát có vảy. Bọ cánh cứng. Dái cá. Theo Wikipedia, dái cá là một nhóm động vật có vú ăn thịt sống dưới nước hay đại dương, thuộc một phần của họ chồn. Họ bao gồm chồn, chồn nâu, lửng cũng như một vài loài khác. Theo Wikipedia, kỳ nhông là tên địa phương để chỉ chi nhông cắt thuộc họ nhông sống ở vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cá voi. Cá voi là động vật sống dưới nước, thuộc lớp thú. Ong bắp cày là động vật không xương sống, thuộc lớp sâu bọ.
vọc ngũ sắc, là động vật có xương sống, thuộc lớp thú, nuôi con bằng sữa mẹ. Con nhện là động vật không xương sống, thuộc lớp hình nhện. Con gà là động vật có xương sống.
Như vậy thì chúng ta đã vừa cùng quan sát một số những loài động vật có trong thiên nhiên. Và để phân loại được một số các đại diện động vật ngoài thiên nhiên mà các em quan sát được, thì ở đây các em hãy dựa vào 5 bước mà chúng ta đã liệt kê ở phía trên. Sau đây là một số loài động vật mà chúng ta đã vừa quan sát được. Ví dụ như cua, ếch, giun đất, khỉ, rắn, cá voi, sứa, ong, cá vàng, chim. Sau khi các em đã nhận diện nhanh một số các đại diện rồi, thì lúc này chúng ta sẽ cùng nhau xác định môi trường sống của các loài động vật cũng như là đặc điểm đặc trưng của mỗi loại. Đối với các loài cua, chúng sống dưới nước. Chúng là động vật không có xương sống, cơ thể có lớp vỏ chitin bao bọc bên ngoài, có khả năng di chuyển. Chúng dinh dưỡng dị dưỡng, hình thức sinh sản bằng đẻ trứng, là cơ thể đa bào. Còn ếch, sống dưới nước và trên cạn, là động vật có xương sống, hô hấp bằng da và phổi, có khả năng di chuyển, đẻ trứng, dinh dưỡng dị dưỡng, là cơ thể đa bào. Còn giun đất, sống trong đất, là động vật không có xương sống, hô hấp qua da, cơ thể đối xứng hai bên, phân đốt, có khả năng di chuyển, dinh dưỡng dị dưỡng, là cơ thể đa bào. Rắn hổ mang, sống trên cạn, là động vật có xương sống, có khả năng di chuyển, dinh dưỡng dị dưỡng, không có chân, chúng hô hấp bằng phổi, là cơ thể đa bào. Con khỉ, sống trên cây, là động vật có xương sống, có khả năng di chuyển, leo trèo, dinh dưỡng dị dưỡng, hô hấp bằng phổi, có lông mao, đẻ con, là cơ thể đa bào. Cá voi, chúng sống dưới nước, là cơ thể đa bào, là động vật có xương sống, có khả năng di chuyển, dinh dưỡng dị dưỡng, hô hấp bằng phổi, có lông mao, tiêu giảm, đẻ con. Con sứa, sống dưới nước, không có xương sống, cơ thể đối xứng tỏa tròn, có khả năng di chuyển, dinh dưỡng dị dưỡng, cơ thể đa bào. Con ong, sống trên không, thuộc nhóm động vật không có xương sống, cơ thể có lớp vỏ chitin bao phủ, có khả năng di chuyển, bụng con cái có kim chích, hô hấp bằng ống khí, dinh dưỡng dị dưỡng, cơ thể đa bào. Con chim, cơ thể đa bào, sống trên không, có xương sống, cơ thể có lớp lông vũ bao phủ, có khả năng di chuyển, bay, hô hấp bằng phổi, có túi khí tham gia, dinh dưỡng dị dưỡng. Cá vàng, sống dưới nước, cơ thể đa bào, thuộc nhóm động vật có xương sống, cơ thể dẹp, hô hấp bằng mang, có khả năng di chuyển, dinh dưỡng dị dưỡng. Các em sẽ phải lập sơ đồ khóa lưỡng phân để nhận diện các loài động vật trên. Đầu tiên chúng ta sẽ dựa vào đặc điểm là có xương sống, thì chúng ta sẽ chia các loài động vật mà cô đã liệt kê nhận diện ở trên thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm động vật không xương sống, gồm có các loài động vật sứa, ong, cua, giun đất. Nhóm thứ hai là nhóm động vật có xương sống, cá, ếch, rắn, chim, cá voi, khỉ. Đối với nhóm động vật không có xương sống, chúng ta lại tiếp tục dựa trên đặc điểm cơ thể đối xứng tỏa tròn. Đây chính là đặc điểm nhận diện các đại diện của ngành ruột khoang, đại diện là con sứa. Các loài động vật còn lại như ong, cua, giun đất, chúng ta lại tiếp tục dựa vào đôi đặc điểm cơ thể có lớp chitin bên ngoài. Nếu động vật mà không có đặc điểm này, đó chính là giun đất. Còn cơ thể có lớp chitin, tiếp tục lại dựa vào đặc điểm biết bay. Nếu động vật biết bay, đó chính là con ong, còn động vật không biết bay là con cua. Đối với nhóm động vật có xương sống gồm có cá, ếch, rắn, chim, cá voi, khỉ, lúc này chúng ta sẽ dựa vào đặc điểm có lông vũ bao phủ bên ngoài, chính là đặc điểm của con chim. Nhóm động vật không có đặc điểm trên gồm có cá, ếch, rắn, cá voi, khỉ, chúng ta lại tiếp tục dựa vào đặc điểm là đẻ con. Đối với đặc điểm này, chúng ta lại chia thành hai nhóm. Động vật có đặc điểm đẻ con chính là cá voi và khỉ. Tiếp tục chúng ta phân biệt hai động vật trên thì chúng ta lại dựa vào đặc điểm là sống ở dưới nước. Nếu động vật sống ở dưới nước chính là cá voi, còn không sống ở dưới nước chính là con khỉ.
nhóm không đẻ con, gồm các loài động vật, cá, ếch, rắn. Tiếp tục, để phân loại những loài động vật trên thì chúng ta lại dựa vào đặc điểm hô hấp bằng mang. Động vật có đặc điểm trên chính là cá. Còn lại là không hô hấp bằng mang thì chúng ta lại gồm có ếch và rắn. Tiếp tục, chúng ta lại dựa vào đặc điểm có chân. Động vật có chân chính là ếch, còn không có chân là con rắn. Như vậy thì cô đã vừa giúp cho các em vẽ một sơ đồ khóa lưỡng phân của một số các đại diện có trong clip mà các em đã vừa xem. Trong những loài động vật, chúng ta sẽ thấy rằng có một số loài động vật chúng ta thường nghe là loài này nằm trong sách đỏ Việt Nam. Thế thì vậy, trước hết chúng ta phải hiểu sách đỏ Việt Nam là gì? Sách đỏ Việt Nam là danh sách các loài động vật, thực vật ở Việt Nam thuộc loại quý hiếm, đang bị giảm sút số lượng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là căn cứ khoa học quan trọng để nhà nước ban hành những nghị định, chỉ thị về việc quản lý, bảo vệ và những biện pháp cấp bách để bảo vệ, phát triển những loài động vật, thực vật hoang dã ở Việt Nam. Dự án Sách đỏ Việt Nam được công bố lần đầu tiên vào năm 1992. Các em có thể tham khảo bộ sách Sách đỏ Việt Nam gồm có 2 phần, phần 1 động vật, phần 2 thực vật, được xuất bản năm 2007. Trong bộ sách này sẽ có tất cả những loài động vật, thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng và nằm trong danh sách bảo vệ, và các em có thể tham khảo. Trong sách đỏ gồm có các cấp độ sau. Cấp độ đầu tiên không được đánh giá, cấp độ thứ 2 thiếu dữ liệu, cấp độ thứ 3 ít quan tâm, cấp độ thứ 4 sắp bị đe dọa, cấp độ thứ 5 sắp nguy cấp, cấp độ thứ 6 nguy cấp, cấp độ thứ 7 cực kỳ nguy cấp, số 8 tuyệt chủng trong tự nhiên và số 9 tuyệt chủng. Các em biết không, danh mục sách đỏ động vật ở Việt Nam bao gồm các loài động vật có trong sách đỏ Việt Nam dưới các mức đe dọa khác nhau. Trong số đó là các loài động vật chỉ tìm thấy duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam nước ta mà không tìm thấy ở nơi khác trên thế giới. Cô lấy ví dụ như gà lôi lam đuôi trắng, gà lôi lam màu trắng, gà tiền mặt đỏ, chỉ sao, gà so cổ hung, vọc mũi hếch Bắc Bộ, vọc ngũ sắc, và một số các loài lần đầu tiên phát hiện trên thế giới tại Việt Nam, hiện tại chưa thấy hoặc ít thấy ở các nước khác: mang Trường Sơn, mang lớn, sao la. Như vậy các em đã vừa quan sát và phân loại các động vật ngoài thiên nhiên. Sau buổi thực hành ngày hôm nay thì các em hãy hoàn thiện cho cô bài báo cáo như sau. Trước hết các em sẽ ghi nhan đề báo cáo kết quả phân loại một số động vật ngoài thiên nhiên. Ghi thứ, ngày, tháng, năm, họ và tên, lớp. Nhiệm vụ đầu tiên là các em phải tạo một bộ sưu tập ảnh về các loài động vật ở ngoài thiên nhiên. Nhiệm vụ thứ hai là các em hãy vẽ sơ đồ khóa lưỡng phân một số đại diện có trong nhóm động vật ngoài thiên nhiên mà các em đã quan sát trong bài thực hành ngày hôm nay. Đối với nhiệm vụ đầu tiên là bộ sưu tập ảnh về các loài động vật thì các em có thể chụp hình các loài động vật mà các em quan sát được, ví dụ như các loài động vật có ở xung quanh các em hoặc các em đã được nhìn
và quan sát thấy qua những chuyến đi chơi hoặc qua những thước phim tài liệu mà cô đã vừa cung cấp cho các em. Như vậy thì bài thực hành của chúng ta đến đây là kết thúc. Về nhà, các em hãy hoàn thiện bài báo cáo thực hành và nộp về cho giáo viên bộ môn theo địa chỉ email hoặc Zalo. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo của những bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.